xác định công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ hiệu quả và có sự đổi mới về hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong 15 năm qua, đoàn các cấp tổ chức hơn 2.500 hành trình tiếp nối truyền thống lòng An Trung Dũng Kiên Cường đến giới địa danh lịch sử, tổ chức hơn 32.500 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Ngoài ra, đoàn các cấp còn duy trì tổ chức để thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 và thực hiện công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước tại 10 nghĩa trang liệt sĩ và gần 200 công trình ghi công liệt sĩ. Với nhiều cách làm hiệu quả phù hợp, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh nhà đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu đúng tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng, trang luyện bản định chính trị sống có lý tưởng